Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu về hàng hóa bên em thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Các bác cứ gọi điện theo hai cái số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn mã hàng xả kho luôn, đó là cái dòng phích cắm chân dẹt. Em còn ít thì em lên mã xả kho bác luôn, giá cực kỳ tốt, ưu đãi nhá. Đấy, em báo giá luôn, em đang xả bác giá chỉ còn có 10.000 một chiếc thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm chân dẹt đấy, 10k một chiếc nhá. Chân của nó sẽ là chân đồng 100% luôn đấy, có yên tâm về chất lượng. Con này thì chuyên về dùng cho các bác hay dùng cắm những cái ổ điện Nhật. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta hay dùng những cái ổ mà chân ấy, chân dẹt rất là dị, nên đôi khi là các bác dùng chân tròn lại không thể cắm được. Đấy thì các bác mua cho em mấy chân này về. Đấy, các bác thay vào thì cắm ổ điện Nhật là vô tư ngon lành luôn. Đấy, chân 100 là chân đồng. Mà hàng này thì hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Đó, chịu tải cao. 10k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt nhá. 10k một chiếc. Đấy, số lượng thì không còn nhiều đâu ạ. Đấy, phích rất là đẹp chắc chắn luôn. Về tháo ốc bắt dây cho em là xài thôi. 10k một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng dao dọc giấy này, hàng bãi Nhật cũng rất là ok luôn. Cái này về cho anh em thợ thuyền xài này, cắt xén này. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình thì thảo mình có gọt cắt rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, dao thì rất là trơn tru chắc chắn mà giá thành thì rất là hợp lý, chỉ có 10.000 một cây dao giấy thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là dao dọc giấy nhá. Đấy, dao giấy bên em đang bán lẻ một cây là 10k trên một cây. Đấy, còn nếu mà các bác lấy 5 cây thì giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 5 cây là 40.000. Còn các bác lấy 1 cây, giá lẻ 1 cây thì là 10.000 nhá. Thì các bác cứ báo nha em, lấy bao nhiêu thì cứ báo nha em. Lẻ 1 cây này thì là 10.000 một cây. Còn các bác lấy 5 chiếc một, đấy combo 5 chiếc dao giấy một thì là 40.000 nhá. Đấy, lấy 5 chiếc thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, dao thì có lưỡi liếc đầy đủ như kèo. Cái này thì về các bác vẫn có thể là thay lưỡi, thế lưỡi khác cho em thoải mái. Còn ở sẵn trong này thì đã có lưỡi sẵn rồi. Lưỡi thì cũng rất là sắc bén nhá. Dao rất trơn tru nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, rất ok. 10k một cái nhá, 10k một cái con dao giấy nhá. Đấy, chắc chắn. Còn các bác lấy 5 cây thì sẽ giá sẽ là 40k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bạt phủ xe lâu hôm qua cho bác cái mã này. Đấy, về các bác dùng để mình phủ xe đạp, xe máy, che nắng che mưa. Đấy, cho xe đạp điện này, xe máy, xe đạp nhà mình. Đấy, rồi là các thứ kiểu luôn. Con này thì chất liệu của nó thì kiểu dạng bằng vải, nó như kiểu dạng vải áo mưa các bạn, dạng như kiểu dạng vải áo mưa. Đi về các bác gỡ ra, sau đó là mình phủ thôi. Đấy, chống bụi, chống mưa, chống nắng. Đấy, bảo vệ xe cộ như mình có nhá. Đấy, hoặc là các bác hay đi ra ngoài mình vứt cốp xe. Đấy, đôi khi dụ mình để ngoài nắng nhiều hoặc mưa, đấy nên anh hỏng xe các thứ là hỏng sơn này, các bác lấy lên các bác phủ nhá. Con này thì đây kích thước em đã ghi rõ rồi. Đấy, để em quay bác luôn. Kích thước của nó thì chiều dài của nó là vào 1m7 ạ. Chiều dài 1m7. Chiều rộng của nó là 60 và chiều cao là 1m2 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bạt phủ xe, em báo giá luôn. Thì em đang bán bác là 40k một chiếc bạt phủ xe này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Dài 1m7, rộng 60 và cao là 1m2. Đó thì về các bác xem những cái xe, hầu như là bây giờ xe máy phù hợp hết với cái loại bạt này. Và đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, đây, sản phẩm thực tế sản phẩm đây nhá. Đấy thì khi mà phủ lên xe này, đấy thì nó sẽ che kín đi nhá. Đấy, che bảo vệ xe cộ các bác nhá. Đấy, không bị bụi, không bị nước mưa. Đó, che vào xe đạp, xe máy rất ok luôn. Đấy, hình ảnh thực tế đây. Nó rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bạt phủ xe. Đó, bên em đang gửi bác là 40k một cái nhá. 40k một cái. Dài 1m7, rộng 60 và cao 1m2. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng một số cái mã về đồ nhà bếp này. Thì đây lên luôn cho bác đó là cái lọ xay tiêu nhá. Cái lọ xay tiêu. Cái này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ xay tiêu này với giá sẽ là đi 50k một lọ nhá. Đấy, lọ xay tiêu. Đấy, về các bác chuyên dùng để các bác cho tiêu đây, các bác xay rất tiện dụng luôn. 50k một cái nhá. 50k một cái. Đó, 50k ở đây em sẽ quay ra xem thực tế. Cái này thì bản thân em cũng đang xài thực tế luôn. Dùng rất là hay quá. Dùng rất là hay. Mình cứ cho tiêu đây, các bác ăn đâu mình xay đấy. Đỡ phải xay trước các thứ nó mất công, rồi là mình xay xong mình để lâu nó hay bị mốc, hay bị mất mùi nhá. Đấy, về các bác cứ cho trực tiếp hạt tiêu đây. Sau đó các bác đậy cho em cái nắp này vào. Đấy, đậy cái nắp này vào này. Sau đó các bác tháo cho em cái nắp này ra. Tháo cái nắp trên này ra. Đấy, một tay các bác cầm ở đây này, một tay các bác cầm đây, cứ thế đấy các bác quay thôi. Thì ở đây nó có cái lõi xoay này. Đấy thì tiêu nó rơi xuống cái lõi này thì cứ thế là nó quay thôi. Đấy, khi mà dùng xong thì các bác cái lọ này các bác cứ để trực tiếp vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, vừa bảo vệ tiêu là nó không
nó không mất mùi này, rồi là nó không bị mốc này. Đấy, rồi là lúc nào mà mình dùng thì mình lấy ra mình xay. Còn lúc còn khi mà dùng xong rồi thì các bác là bỏ trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, dùng được rất là lâu luôn. Cái phần dưới này thì của nó bằng thủy tinh, phần trên này thì inox, nói chung là toàn những cái chất liệu an toàn đến người sử dụng thôi. Đấy, an toàn sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là lọ xay tiêu. Bên em đang gửi bác là 50k một cái lọ nha, 50k một lọ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ mài dao ba khe. Đó, dụng cụ mài dao ba khe, cái này thì bán cũng rất là nhiều mà giá cũng rất là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mài dao ba khe nhá. Đấy, mài dao ba khe, bên em đang gửi bác một cái mài dao ba khe này là 40k một cái này, 40.000 một cái mài dao ba khe này nhá. Rất tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà không biết mài đá rồi là mài đá thứ là nó lâu nó mất công thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác chỉ việc là cho vào các bác liếc chưa. Đấy, cứ cho vào các bác kéo. Đấy, kéo từ số 1 sang đến số 2 và các bác kéo bước cuối cùng là sang đến số 3. Đấy là các bác đã hoàn thành cho em xong là 3 bước mài dao. Đấy, khi mà các bác kéo cho em mỗi đường vài cái là khi mà các bác lôi ra các bác thái rất ngọt luôn. Đấy, mà sắc rất là lâu mà nó mài rất là nhanh, chỉ việc cho vào đây kéo vài đường cái nó sắc rất là nhanh luôn. Đấy, các bác không cần phải mài đá mà liếc lôi ra nó khuân các thứ nó lỉnh kỉnh. Đấy, con này cứ cho đây các bác tuốt xem, tuốt vài đường cái sắc bén lôi ra cái thái thiếc ngon này luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mài dao ba khe. Bên em đang gửi bác một cái cây mài dao ba khe này chỉ có 40k thôi, 40k một cây. Nói chung là dùng rất là tiện. Đấy, nhà bếp nhà bếp các thứ nên có một cây nha, dùng rất tiện luôn. Đặc biệt là các bác chị em phụ nữ, đấy các bác mài đá đĩa các thứ là rất là khó, đôi khi phải có kỹ thuật thì các bác cũng mua cái này về. Đấy, mài nhanh mài tiện mà nó dễ dàng sử dụng nha, 40k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ để về các bác xăm thịt này. Đấy, bác nào mà hay ăn những cái món nướng thứ rồi các bác xài con này làm rất hay luôn. Đấy, các bác dùng để xăm thịt nhá, xăm vào những cái miếng thịt để cho gia vị gia viết các thứ đó, nó ngấm sâu vào miếng thịt này. Rồi là ví dụ như là các bác hay có cái món mà bì, cái món bì nướng ấy mà nó muốn nổ nó giòn đấy, thì các bác mua cái này về các bác xăm. Đây các bác nhìn nó có những cái gai rất là nhọn nhá. Tại vì về thì các bác ví dụ như cái miếng thịt nha, đây các bác cứ này các bác châm vào. Đấy, châm vào. Đấy, hoặc là những cái miếng bì các bác châm vào thì nó sẽ tạo những cái lỗ này. Đấy, ví dụ như thịt thì các bác ướp thì nó sẽ ngấm gia vị và sâu. Đấy, đậm đà ăn ngon hơn. Hoặc như là bì thì các bác xăm như này thì khi mà các bác nướng các bác chiên rán lên nó nổ ra ăn rất là giòn luôn. Đó, ăn rất là giòn, rất là tiện nhá. Lên mã luôn cho em sẽ là cái cây xăm thịt. Bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k thôi, 30.000 một cái cây xăm thịt rất là hay nha. Đấy, sử dụng gia đình nhà bếp nhà mình rất là ok. Còn các bác thợ thuyền, bác nào mà hay làm thịt nướng lu rồi là những cái món thịt thịt lợn quay cái thứ rồi. Đấy, mua con này về rất hay. Cây xăm thịt nhá, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ kim chỉ. Đấy, bộ này dùng cho gia đình thì hợp lý này. Đấy, về cho bác hay các bác bà xã nhà mình mua về. Đấy, may khâu vá rất tiện dụng luôn. Một cái bộ kim chỉ nhá, đầy đủ là sẽ bao gồm là kim chỉ này. Đấy, bao gồm là những cái phụ kiện là thước này, rồi là kéo bấm này. Đấy, rồi đây những cái này hồi xưa hay có này, các bà khâu vá xưa hay có. Rồi bên dưới này, bên dưới này thì sẽ gồm có là đi kim và chỉ nhá. Đấy, kim và chỉ đây, đây là kim này. Đấy, một cái lốc kim luôn nhá, rất nhiều kim đó. Rồi là có chỉ đầy đủ luôn này, chỉ này. Đó, đây chỉ đây. Chỉ cái chỉ này thì rất là nhiều màu khác nhau nhá. Đấy, cái cuộn chỉ này rất nhiều màu khác nhau để phù hợp hầu như là tất cả các loại chất liệu quần áo, màu sắc quần áo khác nhau nhá. Đấy, thì nó sẽ đựng trong một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh này. Giá thì bình dân thôi. 30k một cái hộp này thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ. Đấy, hộp hộp kim chỉ nhá, bao gồm là có đầy đủ cả kim cả chỉ và một chiếc hộp sẵn này rồi. Đấy, rất là xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh nha. 30k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp kim chỉ đây. Hộp kim chỉ về các bác may khâu vá nhá. 30k một hộp kim chỉ nhá, 30k một hộp. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ bóng đèn đuôi tím. Cái này thì lâu lâu không quay cho bác này. Đấy, thì hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Bộ bóng đèn đuôi tím, một bộ này bao gồm là cả bóng, cả đuôi, cả dây, rất tiện dụng luôn. Đấy. Dòng bóng led siêu sáng nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Thì đây có nhá, một bộ này nó là mới nguyên vỉ này. Đấy, mới nguyên vỉ như này là nó sẽ bao gồm là một một bóng này. Đấy, một bóng nhá, một bóng led siêu sáng công suất 20W nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy này, và một chiếc đuôi này, đuôi là cũng là đuôi xoáy. Thì cái này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể là ví dụ như là bóng này nó hỏng mình có thể thay bóng khác, hoặc ví dụ như là bóng này mà
không thích thì mình có thể về mình thay bóng khác cũng được. Đấy, và cái đuôi này rất là hay là nó có tích hợp cả công tắc ở đây này. Đấy, lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng là mình có thể tắt đi. Đấy, nó có sẵn cái công tắc ở đây và một cái sợi dây. Cái dây khá là dài đấy, dây này trọng được khoảng tầm 3 mét các bạn. Khá là dài đấy các bạn. Đấy, khá là dài và nó có cả phích cắm đầy đủ hết luôn. Đấy, về cái bộ này thì nói chung về các bác mua về là chỉ việc là mình phệt vào là các bác dùng luôn thôi, không cần phải đấu nối hay là dây dợ gì hay các thứ gì lằng nhằng, về chỉ việc là cắm vào điện vào là các bác xài luôn, không cần phải đấu nối lằng nhằng. Đặc biệt cho bác nào mà nhưng trong cái công việc kỹ thuật đấu nối thứ giờ hơi kém đấy, mình không làm được thì các bác mua cái bộ này về rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đu tím nhá. Đấy, bóng đu tím đi. Đấy, bóng đu tím. Cái này từ xưa này em cứ hay lên mã là bóng đu tím này. Cái bộ bóng đuôi tím này thì giá bình dân thôi, 60k nhá, 60.000 bộ thôi. Đấy, bao gồm là cả bóng, cả dây, cả đuôi, mà đuôi này còn có cả công tắc luôn nhá. Bóng là bóng 20W, bình thường ấy là các bác ra đây em phân tích luôn này. Đấy, ví dụ một cái bóng 20W này các bác mua ít nó rơi khoảng tầm là đi 40.000 một quả này. Đấy, một cái đuôi nữa mà cái đuôi này có cả công tắc luôn thì ít phải vào 20.000 là 60.000 rồi. Với một cái đoạn dây mà nó còn có kèm cả phích nữa thì ít phải rơi 50.000 nữa, chỗ dây nữa. Đấy là rơi vào khoảng tầm hơn 100 này. Đây bên em bán cả một bộ này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng tiện lắm, về chỉ việc là các bác cắm là xài, không cần phải đấu nối hay là mua thêm gì cả. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá, bao gồm là cả bóng cả đuôi cả dây nha, là một bộ này là 60k nhá. Đấy, 60k một bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, bộ này thì bán khá là nhiều mà dùng rất là hay, các bác mua về dùng để hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước này, rất tiện dụng luôn. Đây, một bộ nó sẽ một cái tay bóp này để đi về các bác luôn vào nhá. Ở đây thì cái dây này về thường thường là bên em gửi nó sẽ hay bị gập một chút, thì về các bác bóp nó ra là nó sẽ ra thôi. Đấy, sau đó các bác cắm nó vào. Đấy. Ở đây thì, ở đây nó có cái mũi tên này, có nhìn này. Ở đây nó có cái mũi tên. Mũi tên nó chỉ về hướng nào thì cái hướng đấy là nước nó ra nhá. Đấy, ví dụ như hướng này nó chỉ này thì hướng này nước ra, còn hướng này là nước vào này. Đấy, các bác cứ lắp đúng vào cho em. Đấy, nghĩa là các bác muốn đầu nào vào được bác lắp dây nó vào. Đấy, lắp dây nó vào nhá. Các bác lựa nó vào này. Đó, lựa nó vào. Sau đó là cái phần này các bác cắm vào cái chỗ các bác cần hút này và các bác bóp cho em. Bóp vài bóp cái là nó sẽ mồi nước và cứ thế nó ra thôi. Các bác không cần phải cho mồm mà hút các thứ như xưa. Đấy, cứ hay cho mồm mà hút rồi dùng mẹo nữa. Rất là khó khăn mua cái bộ này về, rất tiện dụng luôn. Đấy, nó chỉ có 30.000 một bộ đấy nhá. Đấy, bao gồm là cả dây cả cái tay bóp này nữa, là một bộ này là 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước nhá. Đó, 30k một bộ nha, 30k này, 30k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ hút dung dịch. Đó, hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước. Đó, về các bác hút những cái dạng dung dịch chất lỏng là ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. 30k một bộ này nhá, 30k một bộ nha. Đó, đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Xem thực tế video về sản phẩm nó về nó dùng rất là tiện luôn đây. Các bác cùng xem này. Đấy, về các bác thấy không? Đây chị này chị đang hút rượu, hút nước từ trên xuống này. Đó, các bác chỉ việc bóp cho em một chút đó, thấy không? Nó rất là nhanh luôn. Đấy, bóp rất là nhanh, hút rất là tiện luôn. Đó. Bóp vài cái là hút ra được ngay nhá. Đấy, không cần phải hút nọ hút kia là dùng mẹo, biết hồi xưa có hay dùng mẹo dùng mồm hút. Đấy, đôi khi rất là sợ. Đó, đây các bác hút này, rất tiện dụng luôn nhá. Chỉ có 30.000 bộ thôi, về dùng lâu dài, dùng gia đình nhà mình, gia đình nào cũng nên có một bộ này, dùng tiện, đôi khi mình cần cái mình có mình dùng luôn. 30k một bộ nhá, dùng siêu bền luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ sáp thơm. Đấy, bác nào mà muốn thơm phòng, thơm nhà các bác mua cho một cái lọ về. Đấy, con này thì tinh chất từ nước hoa, đấy từ rất nhiều các loại hoa thiên nhiên. Đấy, tinh chất người ta làm thành một cái tinh chất dạng lọ sáp nha. Đấy, thì về các bác chỉ việc bóc ra, sau đó các bác mở nắp ra. Đấy, bóc cho em cái lớp siêu bên trong ra, đậy cái nắp này vào là các bác xài thôi. Cái này là dạng sáp nên là dùng rất là lâu. Đấy, dùng rất lâu, nó không như kiểu dạng nước hồi xưa ấy. Cái này nó là dạng sáp khô. Đấy, như kiểu là nến ấy, như kiểu con nến sáp bây giờ. Đấy, nó dạng sáp như thế nên là dùng rất là lâu nhá, mà rất là mùi, rất là thơm, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác muốn thơm phòng, thơm nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi là phòng ngủ, phòng khách, những chỗ nào các bác cần thơm, các bác mua cái loại về các bác bóc ra, các bác để vào một góc ấy, là nó cứ tự động là cái mùi thơm nó bay ra thôi, rất là thơm luôn, thoang thoảng nhẹ nhàng, rất là ok. Lên mã cho em sẽ cái lọ sáp thơm. Đấy, lọ sáp thơm bên em đang bán cho bác là 20k một hũ nha, 20k một cái hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ, dùng rất ok. Đấy, lọ hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái cây kéo bếp vàng, lên mã em xem cái cây kéo bếp vàng. Đó, cây này thì cực kỳ là ok, bên em bán rất nhiều luôn. Đấy, dòng của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Cái cây này thì em đang xài rồi. Giá nó rất là rẻ và bình dân, nó chỉ có là đi 30 nghìn một cây thôi. Đợt này bên em đang xả kho là chỉ có 30k một cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, 30 nghìn một cây, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng. Cây này về các bác dùng nhà bếp này. Đấy, xài cắt rau củ quả, cắt thức ăn. Đấy, cắt sử dụng nhà bếp rồi là đa năng luôn. Đấy, sử dụng gia đình nhà mình là hợp lý. Lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, cây kéo bếp vàng. Bên em đang bán một cái cây kéo bếp vàng nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k một cây kéo bếp vàng nhá. 30 nghìn một cây. Hàng của thương hiệu Asaka. Đấy, Japan, Asaka Japan, hàng bãi. Đấy, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn luôn nhá. Kéo bếp vàng 30k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, lên mã sẽ là cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan. Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250 ml. Đó, cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây. Đấy, các bác sử dụng gia đình mình xịt dầu, xịt nhớt rồi anh em thợ thuyền. Đấy, anh em làm máy móc, máy may thứ gì, các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác phịt vào chi tiết máy là cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha. Mình bóp cứ bóp thì sẽ ra. Đấy, không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi. Đấy, những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu xi nhớt và rất là tiện dụng luôn. Đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy, xịt dầu xịt nhớt 40k. Đấy, 40k một cái bình xịt dầu xịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250 ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các hướng kiểu luôn. 40k một cái nhá, bình xịt dầu nhớt 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng, đó là cái bộ bóng đèn 3W này. Lên mã em xem cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W. À, bên em đang gửi bác một cái quả bóng đèn 3W này với giá là sẽ là 10k một quả này. Cái này thì cái công suất nó rất là nhỏ. Đấy, công suất nó chỉ có 3W thôi nên là cái tiền điện nó rất là ít. Đấy, phù hợp cho ví dụ các bác lắp ở đầu cổng. À, mình thắp qua đêm hoặc là các bác lắp ở đường đi đối lại. Những cái chỗ vị trí mà ánh sáng không cần quá là sáng, gọi là đủ sáng để các bác sử dụng thôi. Đấy, không cần quá sáng thì các bác lắp cho em quả này, vừa tiết kiệm điện mà dùng rất hay, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, con này sử dụng dòng chip led siêu sáng nha, nó 3W thôi nhưng khá là sáng đấy và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, sử dụng là điện 220. Đấy, bên em thì sẽ có hai mã màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào các báo nha. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này, đèn 3W bên em đang bán cho bác là một quả này chỉ có 10k một quả thôi, 10.000 một quả bóng đèn 3W nhá, 10k một quả, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 10k một quả bóng đèn 3W nha.